Đây đây là cái sữa chua mình mới vừa làm xong nha các bạn. Bây giờ mình thử xem thử coi nó ra sao nha. Đây các bạn nhìn xem ha. Hiện nay là nó đây. Mình ủ 12 tiếng nè, các bạn thấy không? Nó dẻo như thế này. Thì nó đã lên men xong rồi ha. Mà nó dẻo như thế này. Thì cái này nữa mình để vô tủ lạnh ha, nó lạnh lạnh mình ăn rất là ngon nha các bạn. Bây giờ mình thử coi cái hương vị nó như thế nào nha. Nó rất là vừa ăn á các bạn. Nó hơi ngọt ngọt thôi nha, chứ nó không có ngọt lắm, nó hơi ngọt ngọt thôi ha. Như vậy á là mình canh được cái độ chua ngọt của nó theo cái ý của nhà mình nha. Và mình cũng không có cái chất bảo quản gì hết nha các bạn. Nếu mà nhà mà có con nít thì làm cái như thế này thì ăn rất là tốt. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm sữa chua ha cho cả nhà ăn. Thì cái sữa chua này thì mình làm cũng rất là đơn giản nha các bạn, nhưng mà ăn rất là ngon. Bây giờ mình sẽ quay cái clip lại để mình chia sẻ với các bạn nha. Thì sữa chua ở đây á, thì mình có làm một cái hộp sữa bò nè, hộp sữa bò Ngôi Sao Phương Nam ha. Làm bằng cái sữa này á, thì nó ngọt mà nó béo. Rồi mình làm phủ vô cái nha các bạn. Cái này là cái sữa chua của Vinamilk nha. Rồi hai cái bọc sữa bò, cái bọc sữa này là bọc sữa tươi ha, cũng của Vinamilk luôn, mà sữa tươi này là sữa tươi không đường nha các bạn. Ở đây là 16 cái hũ đây, 16 cái hũ để mình thì thích làm cái hũ sạch ha, làm để cho cái sữa chua nó dẻo nha các bạn, nó dẻo ăn rất là ngon, nó không có đấm đá nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình làm ha. Trước tiên thì mình sẽ khui cái hộp sữa bò này ra, mình khui hết cái nắp hộp ra ha. Chơi tay nào cũng khui được hết. Ồ, trơn quá, sao trơn. Đây, cái hộp sữa bò mình đã khui xong ha. Bây giờ mình sẽ cho nó vô cái thau. Sữa chua nè ha các bạn, cái công thức nha các bạn. Đây mình để ở đây cho các bạn coi ha, công thức thì một nóng hai lạnh. Một nóng hai lạnh, đây là cái hộp sữa bò mình đã khui xong. Bây giờ mình chờ cái nước nó sôi lên. Hiện nay mình đang làm là 7 giờ tối nha các bạn. Thì cái sữa này ủ trong vòng 12 tiếng. Theo kinh nghiệm mình làm thì mình làm từ 7 giờ tối thì tới 7 giờ sáng là mình lấy ra được ha. Và cái mình để vô cái tủ lạnh. Thì lúc đó cái sữa chua nó sẽ rất là dẻo ngon nha. Nó dẻo như cái sữa này vậy nè. Rồi, bây giờ nước nó sôi ha. Bây giờ mình cho nè, mình cho vô đây một lon nước. Đây, cái lon nước này mình để vô đây anh. Rồi. Bây giờ mình pha cho cái sữa này cho nó tan ra, cho nó chín cái sữa nha các bạn. Thì mình làm cũng theo cái công thức là một nóng hai lạnh nha các bạn. Thì hai cái nước lạnh đó thì thay vì bằng là nước lạnh thì mình làm bằng cái sữa tươi.
Tại nhà mình làm mình ăn mà mình đâu có tính toán gì, miễn làm sao ăn cho nó ngon nó bổ là được. Rồi bây giờ sữa nó tan đều ra hết rồi ha. Bây giờ mình mới cho cái phần sữa vô. Cái bịch này thì không tới một lon nha. Đây là một lon. Rồi cái lon thứ hai. Cái lon thứ hai thì nó thiếu nha các bạn. Nó được có nửa lon thì mình thêm nửa lon nước lạnh vô nha. Đây. Rồi bây giờ mình pha đều vô nè. Mình làm kinh nghiệm quen rồi. Mình chỉ gờ nhiệt độ, mình không có đo nhiệt độ. Mình chỉ để cái ngón tay mình vô mình thử ha, là cái lượng mà cái nước nó ấm ấm là được nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ để cái vô cái vô. Cái sữa chua này nè. Bây giờ mình đánh cho nó tan đều á. Mình quậy cho cái sữa chua này nó tan đều ha. Nếu như các bạn mà làm nóng quá là cái con vô cái nó chết nha. Cho nên mình phải làm cái nhiệt độ nó ấm ấm. Như vậy là vừa. Đây là cái nồi cơm điện hư của mình á, cái mình tận dụng nha các bạn. Mình tận dụng đây nè, mình để mình ủ sữa chua. Rất là đơn giản nha. Để một hồi rồi mình làm cho các bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ múc cái sữa chua vô trong cái hũ. Thường thì làm cái này bao nhiêu đây là ra 15-16 hũ nha. Để coi bữa nay mình làm bao nhiêu, mình cũng làm lưng lưng thôi ha. Đẩy nắp cho mẹ Khánh nha. Đẩy nắp sữa chua cho mẹ Khánh con. Cho mau. Làm cái này nhanh gọn lắm. Nếu như các bạn làm ban ngày mà trời nắng ha, thì khỏi cần nấu nước nóng đâu. Chỉ cần lấy cái mền ủ nó lại rồi đem đi ra phơi nắng là xong rồi. Nắng tốt ha, chừng vài tiếng rồi đem vô nhà để. Thì cũng để 12 tiếng vậy đó. Nhưng mà phơi thay vì lấy độ nóng bằng nước sôi thì mình lấy độ nóng bằng ánh nắng mặt trời ha. Đây, những cái hũ sữa chua mình đã đâm vô rồi xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ để vô cái nồi để mình ủ ha. Thì bây giờ chỗ này hơi găng à. Cái nồi này là mình làm mình lường rồi. Chỉ có 16 hũ thôi mà ở đây là hơn rồi. Nhiều đó là canh mà vừa đủ. Các bạn tận dụng cái nồi cơm điện hư á, là nó có cái dĩ ở trên, mình tận dụng mình làm. Đây bây giờ nước nó sôi hết các bạn. Bây giờ mình sẽ chế nè, mình dở cái này ra. Mình sẽ chế nó lên đây, mình sẽ chế nó vô đây. Thì cái nước sôi này á, là các bạn chế cho nó ngập. Cho nó ngập gần gần đầy cái hũ này nha. Hôm nay á, trời lạnh cho nên mình cho cái nước nó nhiều xuống chút.
mà nếu nhiều quá thì nó lại vô trong cái hộp, trong cái nắp hộp á, hộp nào mà đậy không chắc là nó vô là sẽ không ngon ha. Rồi như vậy là xong. Thì theo nguyên tắc cái nước nóng á, thì từ ở dưới nó bốc hơi lên ở trên, lên trên, cho nên là mình cứ đậy kín như thế này, rồi mình lấy cái khăn á, mình ụp nó lại, mình lấy cái mền mình ụp nó lại ha. Thì cái phần cái mền này nè các bạn nhớ nha, để ở phần ở phía trên này nè, phải cho nó dày ha, nó dày để mà giữ cái độ ấm của cái nồi sữa chua ha. Đây mình ụp nó lại như thế này là cái lớp ở trên này nó dày dữ lắm nha. Rồi như vậy là cái nồi sữa chua của mình ủ đã xong ha các bạn. Thì bây giờ mình để ở đây, sáng mai là 7 giờ sẽ mở ra. Các bạn là không có khoảng nha các bạn, lúc đó là cái hộp sữa của mình sẽ có cái mùi chua chua ngọt ngọt và rất là dẻo. Mới sáng sớm cái giọng nó còn dướng quá. Đây nha các bạn, hiện nay cái nồi ủ sữa chua của mình cũng được 12 tiếng rồi ha. Hiện nay là 7 giờ. Để mình lấy ra mình kiểm tra nó như thế nào nha các bạn. Các bạn đừng thấy cái mền như vậy thì các bạn nghĩ là nó sẽ không vệ sinh nha. Mình mua cái mền này ha, là mình để dành mình làm cái ủ cái sữa chua ha, cho nên không có vấn đề gì phải ngại chứ. Đây bây giờ mình dở ra mình cho các bạn xem coi nó như thế nào, kiểm tra thử hũ qua xem sao nè các bạn thấy không. Đây hiện nay nó sền sệt nè, nhìn rất là ngon nha. Mình lắc nè, nó vừa sệt sệt, mình lắc nè nó vừa sền sệt giống như sữa vậy ha. Rồi giờ để mình lấy ra cái hũ, giờ nó cũng còn ấm hỉnh nha. Cái nước á mình ủ đó, cái nồi giờ còn ấm dữ lắm luôn á. Tới 10 để cái đếm thế này. Cái này làm hũ hơi nhỏ nha các bạn, cho nên nó ra được 19 hũ. Chứ thường thì ở nhà làm là cái hũ lớn khoảng 16 hũ thôi. Nhưng mà vấn đề này không quan trọng đâu, vấn đề là chất lượng có ngon hay không thôi ha. Rồi cái phần chia sẻ về cái clip làm sữa chua của mình đến đây đã hết rồi ha các bạn. Nếu các bạn thích thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nha. Nhớ subscribe để ủng hộ cái kênh Cần Thơ Tôi Yêu ha. Tạm biệt các bạn.